Đây là nông cơ Vũ Bự, địa chỉ Long Khánh, Đồng Nai các bạn. Các bạn lấy số điện thoại bấm vào xem thêm ha. Trong phần mô tả để xem thì mình thấy đây có một con đào mương bánh xích. Bánh cao su thì quá bình thường các bạn, đúng không? Nhưng mà bánh xích mới là dữ dội. Bởi vì bánh xích là nó sẽ đi được một cái đường cực là thẳng luôn. Nó đi một cái đường rất là thẳng. Thì thông thường những con máy mà đào mương này á, người ta muốn là người ta chỉ việc nổ máy lên, xong gài số ve, đứng ngồi ở bên kia canh sẵn đường thẳng rồi đúng không, vô thẳng xe xong bắt đầu là cứ việc ngồi chơi uống cà phê hút thuốc chập hồi qua tới bên kia là bắt đầu lại quay đầu, nó đi là thẳng ro vậy đó. Không biết con này bánh xích thì như thế nào, chứ còn mấy bánh kia thì bánh hơi mình phải cân lại nha. Ví dụ 4 bánh hay 6 bánh gì mình phải cân hơi cho nó chuẩn đều nhau là mình chạy ngồi kia hút thuốc uống cà phê ha. Thì đây mình thấy con này là của hãng Kawabe. Cái thằng nào không biết, cái thằng mà đào máy đào này cái gì cũng be be không à. Rồi thì đây xích của nó, người ta đào người ta cũng đặt cái đồ người ta mài ở góc xéo này ha. Nhưng mà cái độ này mình thấy nó có vẻ nó hơi thấp thấp hơi ngắn á, chắc đào cái này chừng khoảng được mình tính coi từ cái mặt này tính ha, từ cái bánh xe này là các bạn thấy từ cái con xoắn này là bắt đầu tính từ con xoắn này nè, 2 4 6 8 10 12, khoảng 1m2 các bạn, độ sâu nó đào được khoảng 1m2. Tại vì mình đặt cái đường xoắn này có phải trên mặt đất để đùa đất đi không, thì 1m2 là chính xác. Cô bé động cơ mấy dầu 10 ngựa hả, 8.5 9.5 mã lực, 110 Kubota, 110 bánh xích cao su còn rất đẹp luôn ha. Mấy bánh xích này mà hư thì mua bánh mới thôi chứ có gì đâu mà rẻ tiền mà. Bánh xích cao su nè. Rồi đây là độ tăng đưa của nó nè, tăng đưa độ lên xuống. Rồi đơn giản. Rồi cô bé rất là đẹp, ca qua bé rất là đẹp các bạn. Mấy này thì ở đây chắc dọn ngon lành cành đào rồi. Con này F40LM, F40LM, F40LM này không lý nào nó đào xuống được có 40 đó, 40LM, 40LM cộng độ nghiêng, không lý nào đào được 40 phân ta, nó đâu cắm đứng cái lưỡi xuống được. Phải hơn chứ, mà xe thì quá đẹp rồi, phải nói không phải là đẹp mà là quá đẹp. Đây nó tài xích các bạn ha. Tài xích đây là tăng đưa lên xuống chắc 40 thiệt á nha, chắc vậy á, tại vì nó quặp xuống đây, quặp xuống đây thì đúng rồi, nó đâu còn nhiêu nữa đâu. Nếu mà chiếu theo cái xoắn này thì nó làm được tới 1m mấy, từ độ nghiêng đi ít ít cũng phải được 90 chắc cả đó các bạn. Đây là đồ hứng đất nè, máng hứng đất đó. Cô bé không cao qua bè, máy đào mương bánh xích quá tuyệt vời đúng không các bạn. Rồi nếu bạn nào có nhu cầu thì cứ việc alo cho anh chủ ha các bạn ha. Rồi mến chào các bạn, còn quá đẹp luôn.